Xin chào các bác. Trên màn hình các bác, đây là loại chải dù đan tay, hàng kỹ loại 1. Chải dù này đan thủ công hoàn toàn bằng tay. Chiều cao của nó là 4 mét. Sợi đan lên chải là loại chạy sợi xịn luôn, sợi cố nhặt luôn. Đây các bác nhìn cận cảnh đây, để cho người ta hình dung cái chải, tại sao chải đan tay. Tất cả nó dài liền một thố, không có một chỗ nào là ghép hay lối gì cả. Đan đây mắt là mắt 4 phân, thành đôi, tương đương với hai ngón tay xỏ vào. Đây các bác nhìn đây. Đây, quay sát cho các bác xem cái kỹ cái mẫu của nó nha. Cái mẫu của chài thì nó là nút 2 nút. Toàn 2 nút hết các bác, 2 nút rời luôn, nên là nó rất là chắc. Càng quăng lâu thì cái nút nó càng thít chặt. Càng quăng lâu thì sợi nó càng dài. Túi rất là sâu, đây là túi này, đây là phần túi. Túi sâu có thể chứa được những con cá khoảng tầm 3-4 cân. Thoải mái. Cái phần túi này nó sâu như này cơ mà. Đây là chì. Chì này chì nguyên chất. Chì nguyên chất các bác nha. Chì hoàn toàn nguyên chất. Chì nguyên chất sẽ tốt hơn, chì hơn là xích rất là nhiều. Bền sẽ bền hơn. Hóng chài mà chưa hóng chì. Quay xa cho các bác xem nó dài, nó trường đồ ở trường. Nó đẹp như thế này cơ mà các bác. Không có một vết nối hay vết ghép nào. Hàng chuẩn luôn. Đây em chuẩn bị cặp đây. Đó nha.